thái chế hồ. Anh ơi tha cho em, anh ơi tha cho em. Tha cho mày à? Tiền mày không trả mày kêu tao tha cho mày à? Mày có bị khùng không? Lần trước anh nói 200, bây giờ nói 500, tiền đâu em trả? Giữ ký nè, thấy gì không? Giữ ký của mày đó. Tụi bay xử nó cho tao. Em trả. Thà nói ngay từ đầu thì đâu cần phải ăn đòn như vậy. Rồi đưa điện thoại cho nó. Mày gọi người nhà lên mang tiền chuộc. Sao? Tới nhà nó hỏi thăm ông già nó. Dạ em gọi được. Mấy đứa này sự làm tao quá mà. Má mày có chơi ăn da không mày? Nè anh bạn, bớt nóng đi chứ. Lâu lâu tôi mới được một ngày may mắn mà. Hả? Ê, anh Trần gì đâu vậy? Nó không thấy tao thù hết. Trời, tưởng chuyện gì. Hết tiền, nói em múc đây, ứng trước cho anh cho. Sao? Bây giờ vậy nè. Em sẽ cho anh mượn trước một vớ, lấy nhỏ thôi, 20. Ok. Tiền anh mày không thiếu, nhanh. Ok. Đây. Chia bài đi. Chia đi nhỉ. Đi ra. Nói. Em nghĩ đến giờ á, cái bàn bên kia nó thắng hoài. Ra coi sao đây. Dạ. Hôm nay ngày gì á, suốt ngày cứ làm tao điên hoài. Nghe nói nãy giờ mày ăn nhiều lắm luôn. Có hứng thú chơi thử một ván bài không? Chơi nhỏ thôi. 50 ngàn. Mời. Theo. Xả láng. Chưa gì xả láng là sao? Tao không muốn mất thời gian với cái ván bài này. Có vẻ như anh cứ lại gấp gáp để ăn ván bài này. Có 50 ngàn à. Chưa đủ để tôi ăn một bữa trưa. Ủa đại ca, đại ca. Đại ca ăn gì bữa trưa 50 ngàn dưới đại ca. Cho em ăn đi. Im đi. Nếu mà anh tí chuột đã nói như vậy thì tôi không làm mất thời gian quý báu của anh nữa. À coi đi, hai đôi. Chết mày chưa? Chết mày chưa? Mày đâu? Đưa đây.
giết vợ tao. Quay, nó là thằng lông ngủ đó. Mày có ngon, mày có ngon, mày chậm một chút thôi. Mày chết với tao. Mày bị nó đánh không đau à? Mày nói tao luôn á. Giờ tụi nó đau quá. Ây da. Vùng đầu và tay anh bị chấn thương, cần có một thời gian để dưỡng thương. Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai? Tôi là em gái của Long Ngũ, người đã cứu anh. Còn tôi là Cửu Muội. Tôi nằm đây được bao lâu rồi? Anh hôn mê cũng được 2 ngày rồi. Uống miếng nước đi. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại bị đánh. Nếu khó, thôi anh đừng kể. Chuyện là vậy. Thì ra tí chuột đó hả? Hắn nổi danh trước giờ rồi. Ai ai cũng biết. Xem ra cô cũng hiểu hắn. Không phải tôi hiểu hắn đâu. Tại vì tôi không nghiện cờ bạc. Hắn luôn tạo cơ hội cho những con bạc vay tiền rất dễ dàng. Xong, đều là tay mắt của hắn. Anh ngủ. Phát ca vẫn còn hôn mê à? Phát ca đã tỉnh dậy rồi. Tiểu Cường, mà hôm nữa sẽ về đây hỗ trợ anh em chúng ta. Tiểu Cường cũng đã đi 1 năm hơn rồi. Được huấn luyện bên đội đặc nhiệm quốc gia. Chắc khác hẳn so với trước. Anh cũng hy vọng là như vậy. Chứ đừng như trước, là anh đã yên tâm rồi. Phát ca tỉnh dậy rồi, anh có muốn vào trong không? Được. Đây là Long Ngũ, anh của tôi. Cảm ơn anh Ngũ. Cảm ơn cái gì, anh hãy ngồi đó đi. Anh đừng sợ. Làm sát thủ mà không có súng trong người thì làm sao được? Không sao đâu. Lúc tôi còn ở Macau, ngày nào tôi chẳng thấy. Tôi xem hộ chiếu của anh. Anh là người Hồng Kông. Sao nói tiếng Việt hay vậy? Bạn gái tôi là người Việt Nam mà. Bạn gái anh là người Việt Nam. Sao anh không đi chung với cô ấy? Cô ấy mất rồi. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, chuyện qua cũng lâu rồi. Lúc trước tôi còn về đây thăm cô ấy thường xuyên. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ tập trung lo chuyện làm ăn của tôi thôi. Tôi thấy tốt nhất là anh nên ở lại đây đi. Với tính cách của Tí Chuột, không dễ dàng gì tha cho anh được đâu. Anh cứ ở lại đây, để vết thương lành hẳn, đi đâu tùy anh. Vậy có phiền hai người không? Nhà này chỉ có 2 anh em chúng tôi thôi. Anh cứ yên tâm.
Dạ, tiền nha đại ca. Dạ đại ca. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Dạ em biết em giỏi đại ca. Dạ. Hai tụi mày có điều gì giấu tao đúng không? Dạ không có đại ca. Em nên nói về đại ca đó hồi nãy á. Em gặp nó vậy đại ca. Em xô nó, em đánh nó kêu em lấy được cọc tiền về cho đại ca. Đại ca thấy em giỏi không? Dạ. Xuất hiện thằng Long Ngũ cứu nó đại ca. Long Ngũ à? Dạ. Long Ngũ là sát thủ mà tại sao lại cứu nó? Đại ca hỏi em biết em hỏi ai. Hai tụi mày đi điều tra nó cho tao. Đây là menu của nhà hàng chúng tôi ạ. Cảm ơn. Phía ngoài đông khách thật. Nếu không đặt bàn, chắc cũng không có bàn để ngồi. Dạ, khách sẽ đông vào tùy thời điểm. Nhưng nếu quý khách hẹn và đặt trước thì chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo hơn ạ. Quế, ở đây là nhà hàng Dậu Hậu Phúc nha. Đến cứ nói phòng của Phát Ca, sẽ có người đưa lên. Ok. Tiểu Cường à? Đúng rồi đó anh. Cửu muội, em thích ăn gì em chọn đi, ưu tiên cho nữ đó. Em không cần phải xem menu đâu anh. Lấy 2 phần há cảo, 2 phần xíu mại, 2 phần đậu hũ kỳ tôm chiên giòn, 1 sò điệp xào bông cải với lại 1 thịt nai sốt tiêu đen nha. Em biết ăn đấy, bộ em thường xuyên đến đây sao? Lúc nào mà em chả đến đây, tim sâm ăn tối uống trà, em đều cùng bạn bè đến đây cả. Ở đây rất là dễ chịu, ấm cúng, món ăn lại ngon. Em gái anh giỏi thật, chưa nào anh thấy em đến đây mà lại gọi anh theo cả. Anh lúc nào cũng bận suốt, có bao giờ chịu hưởng thụ tí đâu. Nếu anh ngủ thích, lần sau sẽ còn nhiều cơ hội đến đây mà. Vậy em chốt những món ăn lúc nãy chị gọi nhé. Ok. Em cho anh mình chờ bổ lị đi. Quý khách xin chờ một lát. Tiểu Cường sao còn chưa đến nữa? Xem bộ ham em thân nhỉ. Tôi chỉ sợ nó lạc đường thôi. Ở đây ngay góc ngã tư, sao mà khó tìm được. Anh nhớ Tiểu Cường thì nói đại đi. Vô đây. Mày dám dùng súng hù dọa anh mày. Có cái trò này là chơi được. Chào chị cơ. Phần này thân là phá ca. Nhìn anh đẹp trai phong lộ thật. Cảm ơn cậu quá khen. Anh ngủ thật sự nhắc cậu về tôi. Anh nhìn cũng nhắn anh mày. Hôm nay cũng được gặp. Mới gặp mà thân quá ha. Quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay là tôi đã ký được thành công một hợp đồng. Chúc mừng anh. Không ngờ anh vừa là một tay chơi poker nổi tiếng, lại vừa sở hữu tập đoàn rượu. Trước giờ tôi sống rất là khép kín. Bài bạc đối với tôi chỉ là một môn nghệ thuật và trí não. Lúc tôi còn ở Macau, ngày nào tôi cũng chơi với bạn như là một môn thể thao và giải trí. Còn bây giờ, nguyện vọng lớn nhất của tôi là được thống lĩnh thị trường Việt Nam làm rượu. Ai đó? Thằng Á Dách đâu rồi? Á
Isaac nó đi gom tiền rồi đại ca. Chuyện tao kêu nó làm tới đâu? Em không nghe nó nói gì hết đại ca. Có nhiều đó cũng làm không xong. Anh Tý, ông hổ cho gọi anh. Tụi bay ở đây đợi tao. Tiểu cúng à. Dạ đại ca. Nhẫn em cũ hết rồi. Rồi cũng dắt em đi mua nha. Nha. Trước đây một tủ, mua cái gì mà mua. Trời ơi, mua cho em đi. Nhẫn mới ra quá trời kìa. Nha. Dạ đại ca. Em chào chị Kim Cương. Im. Để lo công chuyện xong về mua cho. Sao? Lúc này làm ăn thì sao? Ổn không? Dạ đại ca, doanh số lúc này chỉ có tăng thôi đại ca. Xong bài làm ăn rất là thuận lợi. Giỏi. Nhưng mà dù sao á, anh muốn sổ sách cũng phải rõ ràng. Đem cho anh coi. Dạ đại ca. Mày có biết ai ngồi trong đó không? Dạ dạ. Mày có biết ai không? Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Bình phát ra có hai thằng bảo vệ giỏi lắm. Để em chở em lại. Mày đi với tao. Dạ, đại ca, em có chuyện này muốn báo. Nói. Lúc này ở sòng bài xuất hiện một thằng đánh bài rất là giỏi. Nó ăn của mình rất là nhiều tiền. Vậy lúc đó mày ở đâu? Mà mày không xử nó. Hả? Em có cho đàn em xử nó, nhưng không thành. Lúc nào cũng có hai sát thủ kề bên đó. Đúng rồi, hại đại ca đúng rồi đại ca. Mẹ đi. Nuôi tụi bay tốn biết bao nhiêu cơm. Mày tụi bay làm ăn như vậy đó hả? Tụi bay có được không? Lũ cúng ơi, thằng này nó láo quá. Anh xử nó đi. Nó chơi với đại ca đâu đại ca. Mày. Tao nói mày đó tí chục. Mày lôi đầu nó về cho tao. Cái đất Hưng Phong này là của lão hổ tao. Mà bây giờ tụi bay để nó leo lên đầu tao như vậy đó hả? Hả? Lôi đầu nó về cho tao. Nhanh. Dạ đại ca. Đuôi tiền rủ anh hại. Thuốc của ngon. Má. Trời, con sao nữa vậy con? Con không sao đâu. Không sao cái gì? Đánh con đầu cổ máu me vậy mà con không sao hoài. Má, hay là má cho con mượn tiền đi má, để con trả tụi nó. Tụi nó đánh con hoài à má. Tiền đâu mà má cho con nữa? Tiền đâu mà má đưa con nữa hả con? Má ráng giúp con một lần đi má. Má không thương con hả? Má thương con và tiền. Má không có còn tiền, con có hiểu hay không?
Con biết má còn một số tiền nữa, má cho con mượn đi. Anh làm gì vậy hả? Sao lúc nào tôi đến cũng đều thấy anh đòi tiền gì sáo hết vậy? Mày im đi cổ mội, mày biết cái gì mà nói? Làm gì mà im, tôi là em của anh đó. Từ lúc chú Sáu mất, anh xem đi, sống cho phong lưu vào, nhà cửa còn lại gì? Má, tụi nó ép con mượn tiền, rồi con ký giấy. Chứ mà con không trả tụi nó đánh con chết luôn á má. Má biết như vậy mà con có biết cái số tiền con nói á, là cái số tiền má để dành, má lo hậu sự cho má. Má để dành má mua quan tài, mà má cũng đã đưa cho con từ lâu lắm rồi, má trả nợ cho con hết rồi, con biết không hả? Tụi muội, dì Sáu xin con một lần cuối, tụi muội con giúp dì Sáu đi. Chỉ có con mới giúp được thôi. Dì Sáu có một mình nó à. Nó mà có chuyện gì á, dì Sáu sống không nổi đâu con. Giúp dì Sáu đi con. Tôi vì dì Sáu mà giúp anh lần cuối đó. Chứng cứ đã khá đầy đủ, nhưng tôi cần thêm thời gian, vì bây giờ chưa phải là lúc để bắt trọn. Mọi người khỏe không? Cô thân không? Mày cười cái gì? Dạ, Phát Ca. Phát Ca có nhớ em không? Em cái chuột nè. Thằng đánh đầu ta đây mà. Trời ơi, có đâu. Ủa, cái thằng đánh anh ở thằng kia. Ủa, em hiền lành tốt bụng vậy mà. Bữa nay em tới là để chữ lời á. Đừng phí lời nữa. Tí chuột, kêu người đến đây để làm gì? Ngủ tha cho em. Anh tí chuột nhờ em tới chuyển lời là hẹn anh Phát Ca 6 giờ tối nay. Đau tỉnh kiếp. Hẹn anh 6 giờ tối nay tới Hưng Long Quán để mà thí mạng. Bây giờ nói gì? Giờ không có, để đi thí. Về nói với đại ca ngươi, ta sẽ đúng hẹn. Dạ, ok, bye bye. Hai mắt nó cũng nhanh lắm, tôi chỉ biết mà đỉnh rồi. Chúng nó không nhanh thì sao làm ăn được? Lũ chuyên săn mồi, chỉ là gặp phải anh em chúng ta nên chúng nó mới không dám làm gì thôi. Phát Ca, anh đi thật sao? Ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, chi bằng đến ngay bây giờ đỡ phải chờ. Tôi đi với anh. Chủ xe của anh là thì như của anh là loại xíu xíu à. Hai người ở chú đi, chú đi đến nói chơi bán bài cuối cùng. Quả không hổ là thằng bài. Nói tới là tới. Tập thích. Được anh Hổ mời, tôi rất là vinh dự. Không phải ai mời tôi cũng đến đâu. Vậy
Vinh dự cho tao quá. Đúng rồi, anh không đến thì em cũng tìm đến anh á. Vậy anh Hổ muốn chơi như thế nào? Muốn chơi như thế nào thì anh quyết định luôn đi. Hay quá không? Em muốn làm diễn viên không? Anh nhường sân cho em diễn đó. Ghế kìa, lên quýnh luôn đi. Đàn bà lắm chuyện. Đã tới đây thì mày chơi cho lớn. Chỉ sợ mày không có đủ gan thôi. Tôi không ngờ anh Hổ lại mời tôi đến những nơi như vậy. Tao mời mày tới đây là tao chủ đích. Mày không thấy một cái nơi mà hoang sơ tồi tàn như vậy hợp với một con người như mày lắm sao? À mà phải chạy. Tao nghe kể á là mày có hai sát thủ ngon lành lắm mà sao giờ chỉ có một vậy? Không đủ tiền trả tiền cho nó mà. Tí nữa anh Hổ sẽ gặp họ thôi. Mày tới trước đi. Tốn 5 ngàn. Bét 5 ngàn. Sao mà chơi nhỏ như vậy? Hay là không có tiền? Mới hiệp đầu mình chơi nhẹ thôi. Khô. Tốn 10 ngàn. Bét 10 ngàn. 100 ngàn. Raise 100 ngàn. Heo. Anh Hổ chơi lớn. 100 ngàn.
tâm nha. Tốn nhiều quá sợ thằng này nhưng mà có tiền theo. Anh hỏi chuyện lớn vậy. Xả láng. Là la, người đẹp cũng đã đến rồi, vừa đúng lúc. Hai sát thủ trông ra dáng như thế này, đi thủ rất áo ôm. Tiếc quá, phải chi theo ta thì hay biết mấy. Anh Hổ khá tự cao đấy. Có muốn rút lại lời nói của mình không? Lời nói của lão Hổ này chưa từng phải rút lại. Trước khi mở ván bài này, mày có đủ gan chơi lớn không? Vậy anh không có chơi lớn cả nào? Hưng Phong. Hưng Phong này, đó là chị nhỏ. Mày thích, thích cho mày. Để chơi cho nó. Bây giờ nếu mày thắng tao cái ghế của tao, tao cho mày. Giống tao, tao cho mày cả cái đất Hưng Phong này. Mày thích, tao cho mày hết. Nếu mày thua, hai tên sát thủ này theo tao.
quên. Mày ăn mày. Tao lấy. Anh hỏi vui là được rồi. Sống được bao ngày trên trần gian này, uống cạn ly đầy đầy với ưu tư sầu lo buồn. Anh là ai vậy, đâu là sai vậy, gieo thương đau vào trong trong đời trái này. Vì cuộc đời này chỉ toàn dám thôi, vì nụ cười mà người đã ban tôi. Bóng tôi ê chề, ai bước đi về, ai làm nhau thương đau khi đấu trên đài. Được làm vua không ai nhìn quanh không ai, bóng đêm phủ kín con đường, tôi đã chót trao mình duyên kiếp nhân tình, lặng thinh lạc vào trong vùng đời mình. Sống cho đáng mặt đàn ông, chơi tay không với đời bằng nghĩa khí. Vì ai rồi cũng sẽ phải ra đi, thì đồng tiền cũng còn là nghĩa lý. Tao với mày hay nó cũng như nhau, dùng tuổi trẻ kiếm đồng tiền xương máu. Gieo cho đời này thêm nhiều thương đau, đến phút cuối đời đi tìm nơi nương nấu. Và sống một lần được như tao, sống một lần được như tao, sống một lần nữa như tao, khi máu còn vương trên vạt áo. Sống một lần nữa như tao, sống một lần nữa như tao, sống một lần nữa như tao, cái tên lão hổ sẽ mãi không bạc màu. Được làm vua không ai, nhìn xung quanh không ai, bóng đêm